Điều 10, giới hạn thực hiện quyền dân sự. Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người khác để vi phạm nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện mục đích khác trái với pháp luật. Trường hợp cá nhân, pháp nhân không tuân thủ quy định tại khoản 1 điều này thì tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác căn cứ vào tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm có thể không bảo vệ một phần hoặc toàn bộ quyền của họ, buộc bồi thường nếu gây thiệt hại, có thể áp dụng chế tài khác do pháp luật quy định. Article 10. Limitations on exercise of civil rights. 1. Each person may not abuse his, her own civil rights to cause damage to other persons or violate his, her own obligations or for other unlawful purposes. 2. If a person fails to comply with Clause 1 of this article, a court or a competent agency shall, according to the nature and consequences of the violation, either protect part or the whole of his, her rights, compel him, her to give compensation and other sanctions as prescribed by law.